chào toàn thể quý hàng trên khắp ba miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2022. Hôm nay thì Minh Thiên sẽ giới thiệu cho quý khách một mẫu phào cỏ sổ giả nhé. Đây ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ cỏ sổ giả này. Đối với cái mẫu cỏ sổ giả này thì nó có kích thước là đường kính của nó là 20 các bác nhé. Đấy. Kích thước cả dạ trên dạ dưới đều là 20 ạ. Và chiều cao của nó là 2 mét. Mỗi một bộ này thì nó sẽ gồm là hai thanh đứng hai bên và một dạng trên đây ạ, dạng trên và dạng dưới. Phần phía dạng trên thì sẽ có hoa văn ở giữa, hoa rơi như này nhé, rất đẹp luôn ạ. Và cái bề rộng của cái phần này vẫn là 23 nhé, riêng cái phần dạng trên này thì rộng hơn một chút, 23 cm nhé. Đấy, đây mặt trong của nó đây ạ, khuôn của nó là bằng chất liệu nhựa ABS các bác nhé, nên là rất là nhét luôn. Đây, những đường hoa dây rất đẹp luôn ạ, có hoa phù điêu. Còn phần phía thanh đứng, phần phía thanh đứng ạ, thì phía bên trên này là con bọ nhé, phần phía thân nó thì có sọc chỉ này và phần chân đấy ạ, phần chân. Đối với cái phần da dưới này thì cũng trang trí bởi những đường dây nhé, những nét đường dây rất là đẹp, vòm cong trong này. Đây, cái phần phần chiều cao của thành này lên là 5 cm các bác nhé. Đấy, 5 cm. Phần dưới này thì nó nông hơn, chỉ vào 3 phần rưỡi ạ. Và cái mẫu phào này thì bên Minh Hiên đang bán với giá là 5.700.000 một bộ, đầy đủ dạ trên dạ dưới, và giá đấy là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Các bác mà thích cái mẫu phào này thì có thể liên hệ với Minh Hiên qua 3 số điện thoại ạ. Số thứ nhất là 0333001190, số thứ hai là 0981441808, và số thứ ba là 0855000088. Và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Minh Thiên để theo dõi các video của Minh Thiên, và hãy truy cập vào trang web để xem thêm các mẫu mã mà Minh Thiên đăng tải ở trên trang web ạ. Và quý khách có thể tham khảo thêm kho sổ của Minh Thiên với hơn 1.000 sản phẩm khuôn mẫu được cung cấp ra thị trường, thì Minh Thiên khẳng định là một cơ sở có số lượng khuôn nhiều nhất của cả nước ạ. Quý khách yêu thích video của Minh Thiên hãy like và bấm đăng ký kênh YouTube của Minh Thiên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng.